thứ năm, tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 51 đến câu 59. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng: "Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết." Người Do Thái liền nói: "Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao?" Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: "Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ." Người Do Thái nói: "Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham." Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu." Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết muốn được sống đời đời, chúng ta phải tin tưởng và vâng theo lời dạy của Người. "Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi sẽ không bao giờ phải chết." Hiển nhiên, không bao giờ phải chết mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là giới hạn của sự bất tử của thể lý nơi trần gian này, nhưng là tầm mức lớn lao liên quan đến cuộc sống vĩnh cửu, là sự sống đời đời của chúng ta. Quả thật, việc nhận biết và tuân giữ lời Chúa có thể đem lại cho chúng ta được sự sống đời đời như Thánh Gioan đã dạy. Sự sống đời đời là việc chúng ta nhận biết Cha. Nhiều lần Chúa Giêsu đã dạy và nêu gương như thế. Người luôn kết hợp với Chúa Cha cách mật thiết và là một cách không tách rời nhau. Chính sự kết hợp không tách rời đó mà Người đẹp lòng Chúa Cha. Nhờ đó Người có thể đối mặt với những khó khăn, những bóng tối trong cuộc sống trần gian mà không thể bị những thế lực bóng tối đánh bại. Người đã bị hiểu lầm, bị chính những người thân, những người yêu quý chống đối, phản bội và thậm chí còn đẩy Người vào chỗ chết. Vào những lúc này, Người luôn kết hợp mật thiết với Chúa Cha qua lời cầu nguyện và đón nhận nguồn tình yêu từ Cha của Người để tiếp tục sứ vụ và yêu thương. Trong cuộc sống, cũng có những lúc chúng ta gặp phải nhiều điều bất hạnh, đau đớn và thậm chí là những sự vô lý làm cho chúng ta phải đau khổ, khủng hoảng, nghi ngờ và tuyệt vọng. Nỗi đau đớn của cái chết bên trong như là thất vọng, tuyệt vọng, sợ hãi và nghi ngờ. Khi đối diện với cái chết trong tâm hồn, điều chúng ta nên làm không phải là trốn chạy mà là vượt qua, nhưng không phải là tự sức mình mà dựa vào quyền năng của Thiên Chúa để đón nhận sự sống đời đời từ Ngài. Vì thế, trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy để cho lời của Thiên Chúa soi chiếu, hướng dẫn tâm hồn và lòng trí. Nhờ đó, chúng ta sẽ đón nhận được sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tin rằng, trong mọi sự, lắng nghe và làm theo lời Chúa dạy, thì sẽ không bao giờ phải chết, nhưng được sự sống đời đời. Amen.